Xin chào tất cả mọi người, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Và đây là đơn hàng ngày hôm nay, về sáng ngày hôm nay. Bây giờ mình mới có thời gian để đưa ra cho các bạn, bao gồm có là Ý Ngọc, Long Tu Đá, Xìn Hồ, Lai Châu, U Lồi, không gãy dập các bạn nhé, hơi ngắn nhưng mà vẫn là ok. Một cân này được một giỏ hoa rất đẹp, Kim Điệp Giấy và kiều hoàng thỏa môi tơ, giáng hương tam bảo sắc, sơn thủy tiên, hàng mừng tè Lai Châu, tức là hàng rừng Lai Châu đấy, rất đẹp. Và giá cho đơn hàng ngày hôm nay bao gồm có là kim điệp giấy, mình bán giá là 150.000 một kg, chỗ này có khoảng 3 cân thôi ạ. Hoàng thảo ngũ tinh hay còn là hoàng thảo u lồi, như các bạn nhìn thấy đây, đang mắt nụ rồi các bạn, đang nụ rồi nhé, đang nhú nụ rồi. Hoàng thảo ngũ tinh này mình bán giá là 270.000 đồng. Long tu đá giá hôm nay thì nó hơi cao một chút, cũng là 270.000 đồng các bạn ạ. Mình cắt tỉa rất gọn gàng rồi, không như cái lô trước nữa, nên cắt dễ rất gọn rồi. 270.000 đồng một kg các bạn nhé. Một cân là được cũng khá nhiều rồi. Ý Ngọc đấy, giá là 250.000 đồng 1 kg. Bạn nào lấy 5 cân thì mình tính giá là 900.000 cho 5 cân. Và giáng hương tam bảo sắc hàng rừng của Lai Châu, cắt tỉa dễ gọn gàng các bạn ạ. Mua 1 cân là giá 150.000, các bạn mua 5 cân thì mình chỉ tính giá là 100.000. Và các bạn mua nguyên lô tức là 13 cân thì mình chỉ tính giá là có 85.000 thôi ạ. Đấy, như các bạn nhìn thấy, lấy nguyên lô và chuyển khoản trước các bạn nhé. Mình sẽ ưu tiên các bạn chuyển khoản trước nên là mình sẽ tính giá là 85.000 đồng 1 kg cho 13 cân hàng. Kiều dâu tua, quên xin lỗi, đây là kiều môi tơ, hoàng thảo môi tơ, giá là 100.000 đồng 1 kg. Kiều vàng các bạn nhé, các bạn đừng nhầm lẫn, mình cắt tỉa rất là gọn gàng rồi đấy. Giá là 150.000 đồng 1 kg cho đơn hàng lẻ. 5 cân là giá 120.000 đồng 1 kg. Và đây là sơn thủy tiên thì mình đây, hàng rừng Lai Châu, mình cứ đây là từng ấy, một đơn hàng, một đây là số 3, 1 cân 250.000 đồng. Số 9, 1,2 cân 300.000 đồng nguyên một rề các bạn nhé. Số 6, 1 kg 250.000 đồng. Số 2, 1 kg 250.000 đồng. Số 1, 1 kg là 250.000 đồng. Số 5, 1 kg là 250.000 đồng. Số 7, 1 kg là 250.000 đồng. Số 10, 1 kg là 250.000 đồng. Số 4, 1 kg là 250.000 đồng. Và số 8, 1 kg là 250.000 đồng. Tất cả cái đơn hàng của lô Sơn Thủy Tiên này, đây như các bạn nhìn thấy, mình đã lựa chọn rất kỹ. Đấy, đấy là toàn bộ đơn hàng của ngày hôm nay. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình là 0987829002. Sẽ giao hàng từ mọi miền Tổ quốc cho tất cả các bạn, có ship COD. Ưu tiên những ai chuyển khoản trước thì mình sẽ bớt giá đi một chút cho các bạn. Đấy, toàn bộ đơn hàng rất là đẹp, rất là mê hồn. Lan rừng thì những ai đã yêu hay là không yêu hoa lan, không yêu hoa, khi mà nở hoa thì các bạn cũng cảm thấy rất là xao xuyến, rất là tuyệt vời, yêu mến. Từng cánh hoa một, kết cấu rất tự nhiên. Lan rừng nó khác với lan công nghiệp một thứ là lan công nghiệp thì nó sản xuất đại trà, khuôn bông thường giống nhau, mặc dù hoa rất lâu tàn nhưng khiến người chơi cũng có lẽ cũng rất hay nhàm chán nhanh, bởi vì màu sắc của nó quá quen thuộc mà hầu như ai cũng có thể mua được một giỏ lan. Và nhà một ai đó mà cũng chơi lan, bạn cũng chơi lan công nghiệp, bạn có một chậu hồ điệp tầm giá tiền khoảng 100.000 thì sang nhà một người khác cũng có chậu hồ điệp tầm 100.000 thì không khác gì nhau.
Nhưng lan rừng thì lại khác các bạn ạ. Trên lan rừng thì không cây nào giống cây nào cả. Kết cấu bông cũng khác nhau. Cách trồng, cách phát triển cũng khác nhau. Nên mình rất yêu quý từng cái rễ, từng cái lá một. Và cũng chia sẻ với anh em là tất cả mọi người là những người mới chơi. Anh em nào mà có chưa hiểu biết lắm hoặc là muốn tìm hiểu về cách trồng hay cách chăm sóc hoặc là muốn biết loài hoa, màu hoa này như nào. Mặc dù thì mình cũng không biết, không thể biết hết được. Nhưng nếu khu vực Lai Châu của mình thì có lẽ là mình cũng biết khoảng tầm 90% các loại hoa lan rừng. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã thường xuyên theo dõi video clip của mình. Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.